Rồi thì tôi hiểu rồi. Ông chờ dành AI quá. Ok, sợ sáng mai mọi người lại on đông rồi, mình không có lót nữa mình. Bởi vì cứ map nào ra đông đông là mọi người on đông mà. Map này ít người quá. Có được 3 người một map. Ông chơi danh ai bên quy quy thì lên được step bao nhiêu rồi? Lên được step 50 rồi. Mà core thì nó tính như nào hả Sula? Đúng sao, nói chung mà kiểu có 3 sao đổ lên là nó mạnh lắm rồi, đam to lắm rồi. Yeah. Thế còn hồi máu không hồi được máu à? Không em xài được con kích thôi, còn co hồi máu cũng xài được không? Có là co hồi máu thôi đúng không? Nói chung mà cứ tăng máu với hồi máu thì vào. Bây giờ tăng thêm viên nữa. Đây cái quy quy mình xài những cục đẹp về Việt Nam mình xài Roxana. Mai tôi với Đạt này, tôi Đạt có Haru hay em đi Yon nữa, Haru có đi Yon đấy. Đấy. Nhớ cái Haru thời điểm đi đó. Yon. Bao nhiêu zone mới ra cơ. Mọi người on đông vậy. Discord 10 người ạ. Giờ mọi người có tem đi hết rồi. Anh là ít người hơn. Không, mà có tem đi hết mà đi làm hết đúng không? Mọi người đi làm hết à? Chứ Không còn phải. tối thì vẫn đông nhỉ? Tối Tối cũng thì chắc đông, là tối vẫn cũng đông. đông. Tối có mỗi mình ngọt. Tối nay tôi đặt chơi Vietma. Đúng rồi. Mai Đạt là cứ lọt ở đầu qua đây đi tôi rồi.